xây dựng chỉ tiêu đại hội phù hợp với sự phát triển của thành phố Hà Tĩnh, dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành BCH Đảng Bộ Thành phố Hà Tĩnh khóa xét xử trình đại hội, Đảng Bộ Thành phố khóa 21 cần tiếp tục nghiên cứu. Xây dựng phù hợp các chỉ tiêu như thu ngân sách tốc độ tăng trưởng là ý kiến được đề xuất tại cuộc họp biên tập viên thành ủy tổ chức vào chiều nay 17 tháng 3. Qua 3 lần lấy ý kiến trước đó, đến nay, Tổ biên tập dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng Bộ Thành phố Hà Tĩnh khóa xét xử trình đại hội, Đảng Bộ Thành phố khóa 21 đã tiếp thu tối đa các ý kiến. Đồng thời nghiên cứu thêm dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng Bộ Tỉnh. Để bổ sung các nội dung cho phù hợp với định hướng của tỉnh. Đặc biệt, dự thảo báo cáo lần này đã giả soát, xây dựng các bảng biểu đánh giá thực hiện 23 chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội lần thứ XX. Bảng biểu 30 chỉ tiêu chi tiết bình quân giai đoạn năm 2016 đến năm 2020. Đồng thời, bổ sung số liệu để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020. Dự thảo báo cáo chính trị cũng bổ sung một số chỉ tiêu đề xuất giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Đến năm 2030 như: tỷ lệ khu, cụm công nghiệp, tiểu thu công nghiệp, khu đô thị mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường. Điều chỉnh chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng một năm. Tốc độ tăng trưởng tính chung cả giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 đạt trên 11%. Theo đánh giá, tại cuộc họp, các nội dung góp ý các lần trước đã được tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, dự thảo lần này cơ bản đáp ứng yêu cầu, quy định đặt ra. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần tiếp tục giả soát. Hạn chế các nội dung trùng lắp về nhiệm vụ đột phá, và chương trình trọng điểm. Bổ sung nhóm giải pháp về lĩnh vực tài chính, ngân sách. Một số chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng. Phát triển đảng viên, tổng thu ngân sách cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét. Tham gia góp ý, vào báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng Bộ Thành phố Hà Tĩnh khóa 20. Các ý kiến cho, rằng dung lượng, nên cân đối phù hợp. Một số nội dung còn trùng lập, chưa đảm bảo tính tổng quát của nội dung kiểm điểm. Kết luận cuộc họp. Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện tư duy, nghiên cứu đối chiếu các văn kiện của Trung ương, của tỉnh để có những nội dung bổ sung phù hợp khả thi. Bên cạnh đó, đặc biệt lưu ý vấn đề kết cấu văn phong văn kiện, hạn chế đề mục bằng các đoạn kết nối giữa các nội dung, từ ngữ sử dụng phải thận trọng. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tiếp tục giả soát, xem xét các chỉ tiêu thu ngân sách 1.100 tỷ đồng, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên 91 hay 93% chỉ tiêu đạt 100% điểm tiêu chuẩn đô thị loại 2 bền vững. Phải để đảm bảo tính phấn đấu, nhưng phải phù hợp, khả thi và chú trọng vào các chỉ tiêu liên quan đến trách nhiệm của Đảng chính quyền. Thành trung, hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.